Hello, xin chào mừng các bạn đến với Hello Shop. Nếu bạn đã từng chơi qua những siêu phẩm đến từ Arcane Studio như Dishonored series, Prey hay thậm chí là Arfatonlis, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy Deadloop có nét gì đó rất là quen thuộc. Nhân dịp tựa game này được miễn phí trên PlayStation Plus và Xbox Game Pass, hãy cùng Hello Shop đánh giá Deadloop trong video lần này nhé. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Game bắt đầu với phân cảnh nhân vật chính của chúng ta là Convent bị sát hại bởi một sát thủ máu lạnh tên là Juliana Blake. Phải, các bạn không nhầm đâu, Cole bị sát hại bởi một nữ sát thủ. Cô ra tay với Cole một cách không khoan nhượng khi nổ súng vào anh. Kết quả là bạn sẽ thấy game chuyển tới cảnh anh tỉnh dậy và thấy mình đang ở một bãi biển. Đến đây chắc các bạn sẽ đặt câu hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra đúng không? Sau khi vượt qua phần hướng dẫn, Juliana sẽ giải thích cho Cole về tình hình hiện tại cũng như luật lệ của trò chơi mà anh đang bị dính vào. Cole thật sự đã bị lạc vào Black Reef, một vòng lặp thời gian chết chóc. Anh bị mắc kẹt tại đây và cách duy nhất để thoát được đó là phải giết người. Cole phải chấp nhận một hợp đồng bất đắc dĩ, giết 8 kẻ được gọi là Visionaries, những kẻ đứng sau với sức mạnh bí ẩn khiến cho hòn đảo này trở thành một cơn ác mộng đối với Cole và Juliana. Phong cách đồ họa của Deadloop rất độc đáo. Bạn sẽ được viếng thăm hòn đảo Black Reef với những khung cảnh khá là đơn sơ, trơ trọi với kiểu kiến trúc Modern Dreams đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp độc đáo mà game tạo ra những khung hình khá là mượt mà. Ví dụ như tòa dinh thự của Visionary sẽ khiến bạn bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì chúng khá là nổi bật. Đi sâu vào từng ngóc ngách, căn phòng, bạn sẽ phải trầm trồ vì kiểu kiến trúc cổ điển với những trang trí độc đáo này. Từng hiệu ứng cháy nổ trong game đều được thể hiện rất tốt nhờ vào bộ engine cây nhà lá vườn mà Arcane sử dụng cho Deadloop. Có thể nói là không có điểm nào để phàn nàn. Dù bạn đã từng chơi rất nhiều tựa game của Arcane, bạn sẽ vẫn thích công thức làm nên tính thương hiệu của họ với Deadloop. Nhanh chóng, bạn sẽ nghĩ rằng, game không hề nhàm chán chút nào, và càng khiến bạn muốn nhập tâm trải nghiệm để xem chuyện gì sẽ xảy ra với Cole và Juliana đúng không? Đảo Black Reef sẽ mang đến cho bạn 4 điểm khác nhau là Updam, Car Bay, The Complex và Freestack Rock. Một ngày của nơi đây được chia làm 4 mốc thời gian khác nhau: sáng, trưa, chiều và tối. Vòng lặp sẽ bắt đầu và kết thúc sau mỗi buổi tối. Nếu bạn giết đủ 8 Visionary trong một vòng lặp duy nhất, bạn sẽ có thể hoàn thành được game. Sau mỗi lần thám hiểm, Cole sẽ có một khoảng thời gian nghỉ xa hơi để có thể infuse bằng một loại tài nguyên trong game được gọi là Residuum. Chúng sẽ xuất hiện rải rác trong game để người chơi có thể thu thập. Nếu hạ được Visionary, bạn sẽ nhận được một lượng lớn Residuum và có thể giữ lại những trang bị mà Cole đã lấy được ngay trong vòng lặp đó. Với những trang bị đã được infuse, chúng sẽ xuất hiện và nằm trong tủ trang bị của bạn ở những vòng lặp kế tiếp. Càng chơi, bạn sẽ càng có thể thu thập được nhiều vũ khí xịn cùng với khả năng mới để hoàn thành các nhiệm vụ dễ dàng hơn ở những màn chơi sau. Hệ thống kỹ năng trong game được chia làm hai loại. Một bên là kỹ năng bị động, thường thì bạn có thể nhặt được sau khi hạ gục kẻ thù hay nằm rải rác trong những màn chơi. Còn với những kỹ năng chủ động, bạn chỉ có thể lấy được sau khi tiêu diệt các Visionaries. Các kỹ năng này bao gồm tốc biến, hất tung, tàn hình. Chúng đều là những kỹ năng lợi hại để người chơi có thể sử dụng. Và nếu như bạn biết cách kết hợp chúng lại thì đó sẽ là một màn trình diễn đẹp như mơ. Phong cách chơi của game khá là đơn giản và tự do. Bạn có thể biến Cole thành một kẻ Rambo trên chiến trường khi sử dụng tốc biến để lao đến kẻ địch, và có thể dùng hất tung để khiến đội hình của chúng bị vỡ trận. Hoặc cũng có thể trở thành một sát thủ lạnh lùng tàn hình đi vào căn cứ của địch rồi lần lượt triệt hạ từng mục tiêu bằng đòn bẻ cổ trứ danh. Không phải là quá tuyệt sao? Điểm sáng lớn nhất của Deadloop chính là khiến người chơi tương tác, nhập tâm vào nhân vật để từ từ giải mã nội dung và cốt truyện chính trong game. Nếu bạn là một game thủ yêu thích việc sáng tạo trong cách hạ gục kẻ thù, vượt qua màn chơi, thì chắc chắn Deadloop sẽ vẫn khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng kết nào. Bỏ qua những điểm trừ không đáng có vì gameplay lặp lại nửa phân đoạn sau của game, AI trong game đôi khi khá là tệ, và việc bổ sung cho Cole thêm 2 mạng bằng kỹ năng Slap khiến cho những người chơi Juliana sẽ ức chế, thì tất nhiên Deadloop hoàn toàn xứng đáng có trong thư viện game của bạn tháng 9 này. Và mình sẽ đánh giá cho Deadloop với điểm số là 7.5/10. Có thể nói đây là một tựa game miễn phí, chất lượng của Arcane. Game hiện tại đã có mặt trong gói PlayStation Plus và Xbox Game Pass. Còn chần chờ gì nữa mà không ngồi vào ghế và cùng Cole phá vỡ vòng lặp tử thần này nào? Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe và một bình luận bên dưới video để chúng mình có thêm động lực cho ra nhiều video hay trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau trên Hello Shop Channel.